Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, hiện nay tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt tại Công ty Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị thành viên đạt trên tỷ lệ 50%. Ngành điện thành phố đang liên kết với 19 ngân hàng và các ví điện tử như là Payor, VTC365, VNPay, Vimo, VNPT Pay, Momo, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi thực hiện thanh toán điện tử, hướng tới mục tiêu 100% khách hàng sử dụng điện đăng ký thanh toán qua ngân hàng, trung gian thu hộ, Thu trực tuyến trong năm 2020, ngành điện cũng đã lập các tổ tuyên truyền vận động khách hàng không dùng tiền mặt khi thanh toán tiền điện, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí tại nhà, có chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng đăng ký thanh toán qua ví điện tử tại các điểm trung gian thu hộ.